Với chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển dịch vụ logistics, năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 276 và Nghị quyết 19 sửa đổi bổ sung một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển container qua cảng Vũng Áng. Hà Tĩnh cũng đã ký kết biên bản hợp tác với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về mở tuyến vận tải biển bằng container từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Áng, cảng Hải Phòng và ngược lại. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tháng có từ 2 đến 3 chuyến tàu vận tải container cập cảng Vũng Áng để nhận trả hàng. Qua đó, khơi thông tuyến vận tải biển bằng container và mở ra cơ hội mới trong phát triển dịch vụ logistics. Từ năm 2021 đến năm 2023, thì lượng hàng thông qua cảng là tăng đều qua các năm với trên 70 lượt tàu ra vào cảng và với cái lượng hàng là 4.000 trên 4.500 tiêu container. Thì điều này cho thấy cái hiệu quả rất lớn của việc là ban hành cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận SAS Vũng Áng có trụ sở tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh là một trong số các doanh nghiệp dịch vụ logistics đã có mặt tại Hà Tĩnh hơn 10 năm nay. Trong thời gian đầu, công ty chủ yếu làm dịch vụ logistics cho tập đoàn Formosa. Tuy nhiên, với những lợi thế của khu kinh tế Vũng Áng cũng như kết quả thu hút đầu tư của Hà Tĩnh trong thời gian qua, công ty đã có thêm nhiều đối tác mới, mở rộng thị trường và kết nối được nhiều bạn hàng ở các tỉnh thành khác trong cả nước. Địa bàn Hà Tĩnh này thì bây giờ đã có rất nhiều các nhà đầu tư về đầu tư nên chúng tôi đã mở rộng thị trường không chỉ phục vụ cho chỉ công ty Formosa tỉnh mà ngoài ra còn nhiều công ty khác như kể đến là các công ty nhà thầu chính phục vụ trong Formosa tỉnh rồi các dự án về biến và ngoài ra thì chúng tôi không chỉ phục vụ logistics cho trong địa bàn tỉnh mà đã tiếp cận lan rộng sang các địa bàn lân cận như là Nghệ An và Thanh Hóa, Quảng Bình. Hà Tĩnh dù có tiềm năng lợi thế lớn nhưng dịch vụ logistics vẫn chưa phát triển xứng tầm. Phần lớn các doanh nghiệp vẫn đang lựa chọn dịch vụ logistics thông qua cảng Hải Phòng hoặc cửa lò. Chính vì vậy, mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 113 quy định về một số chính sách phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2025. Đây được cho là đòn bẩy để thúc đẩy các hãng tàu biển, doanh nghiệp triển khai vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Vũng Áng. Việc ban hành nghị quyết về hỗ trợ xuất khẩu gắn với logistics thì sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về hoạt động xuất khẩu tại cảng Vũng Áng cũng như là từ đó tạo ra nguồn thu cho cảng Vũng Áng để hoàn thành và vượt các cái chỉ tiêu mà cục giao. Triển khai có hiệu quả nghị quyết số 113 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó là hiện nay sở đang xây dựng dự thảo kế hoạch của Ủy ban tỉnh để đang lấy ý kiến của các sở ban ngành và sẽ trình Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch, trong đó thì sẽ giao nhiệm vụ cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chủ trì, đặc biệt đó là Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng, rồi là tập trung tuyên truyền để hỗ trợ để cho các cái đối tượng mà thụ hưởng chính sách là biết và tiếp cận. Trong thứ ba đó là thường xuyên là coi như rà soát cũng nắm bắt tình hình quá trình triển khai chính sách có những cái vướng mắc khó khăn, đặc biệt là trong cái thủ tục hành chính cũng như các quy định mà chưa phù hợp thì cũng là tham mưu Ủy ban tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh sẽ hình thành 4 trung tâm logistics, trong đó 2 trung tâm tại khu kinh tế Vũng Áng, 1 trung tâm tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và 1 trung tâm tại huyện Đức Thọ. Với tiềm năng lợi thế sẵn có và với những chính sách hỗ trợ kịp thời, sẽ là đòn bẩy cần thiết để thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn.